Tầm 8 tháng trước thì Hacom chúng mình có làm một cái video về bộ máy tính khoảng tầm trên 10 triệu một chút dành cho những anh em nào muốn chơi game. Nhưng mà vào thời điểm đó thì kinh tế khó khăn này, cặp màn hình lên cao này, giá linh kiện cũng cao này. Thế nên là chúng ta chỉ có là i3 đời 10 này, một Honor Home Ti này và một cái vội cây rất là dở. Thế thì trong năm mới 2023 khi mà bão coi đã đi qua, giá mọi thứ đã đi xuống thì liệu rằng một chiếc máy tính mới 10 triệu nó sẽ như nào? Hãy cùng mình bắt đầu build nhé. Rồi thì tất cả những bộ máy tính đều bắt đầu bằng chiếc mainboard đúng không? Năm nay chúng ta sẽ được chơi với cả hệ mới rồi anh em ạ. Nói là hệ mới thôi nhưng thực ra nó cũng ra được mắt khoảng được một thời gian rồi, khoảng tầm hơn 8 tháng à, nói chung là hơn 1 năm rồi. Thì cái thời điểm mà ra mắt ấy thì công nhận là thế hệ mới này xịn thật. Nó mạnh hơn khá là nhiều so với cả thế hệ cũ, tức là so với sánh với cả đời 11 với cả đời 10 ấy thì đời 12 và đời 13 là những con CPU mạnh hơn rất là nhiều. Thế nên là hôm nay mình sẽ lựa chọn đó chính là chiếc H610M E anh em nhá. Đây là phiên bản DDR4. Thì ME này cũng không có gì quá là đặc biệt cả. Trên chiếc main này nó sẽ là một chiếc main khá là cơ bản để cho anh em chạy những CPU như là i3 hoặc là i5 cực kỳ là thấp thôi. Và nhiều khi là anh em nên là chọn B để mà anh em không bị giới hạn quá nhiều về tiền hoặc là có một chút tài chính để nâng cấp. ME này thì là một ME đơn giản, cơ bản. Đằng sau của nó thì sẽ có 3 cổng kết nối màn hình này. Ngoài ra sẽ còn có 2 đầu USB 3.0 với cả 2 đầu USB 2.0. Có thêm mạng LAN với cả 3 đầu audio nữa, rất là cơ bản. Bên này thì sẽ có là 2 khe cắm DDRAM, DDR4 anh em nhé. Và một cái socket của chúng ta. Và tất nhiên rồi, đây là một ME giá rẻ, cho nên là sẽ không hề có tản VRM hay gì hết. Ngoài ra sẽ còn có một thanh PCIe full size ở đây nữa để anh em có thể cắm cạc vào. Cái lý do mình lựa chọn em này một phần nữa là nó có khe NVMe để cho mình có thể cắm được những chiếc SSD NVMe. Năm trước thì mình chỉ có 8 tháng trước mình chỉ có mỗi ổ SATA 120GB thôi. Năm nay thì mình đã nâng cấp lên một cái xịn hơn rồi. Về CPU thì mình lựa chọn đó chính là chiếc CPU i3-12100. Em CPU này là một em CPU rất là mạnh về hiệu đơn nhân và đa nhân, là một CPU chơi game khá là tốt nếu mà anh em chỉ muốn chơi game thôi. Tất nhiên là hiệu năng làm việc của nó không thể nào bằng được những chiếc CPU cao cấp hơn, nhưng mà trong tầm 10 triệu đây là một lựa chọn cực kỳ là hợp lý cho những anh em nào đang muốn chơi game. Việc lắp máy vào thì cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần mở cái lẫy này. Đấy. Lấy cái đúng hướng của cái chân này rồi cho vào thôi, đơn giản mà. Đấy, nắm xuống. Và thế là xong, rất là đơn giản. Tiếp theo là vấn đề tản nhiệt. Trong tầm 10 triệu thì khó thể có mà chọn cho mình một chiếc tản nhiệt nước đâu, hoặc là một chiếc tản nhiệt khí to. Thì mình sẽ vẫn dùng đó chính là chiếc tản stock, bởi vì đơn giản là chiếc CPU i3 này không hề nóng một chút nào cả. Em tản stock này thì cũng cơ bản thôi, sẽ có tí đồng ở đây và một chút nhựa nhựa xung quanh này cho đẹp. Việc gắn vào thì cũng rất là đơn giản. Cái em này thì mình đã dùng rồi, thế nên là mình bắt buộc phải có một cái keo tản nhiệt anh em nhá. Cho chỉ cần một hạt đỗ thôi là đủ rồi. Một hạt đỗ, ok. Đỗ nhảy thôi. Xong rồi cho vào thôi. Xoáy hết theo chiều kim đồng hồ này. Xong rồi thả vào. Rồi cài. Đó. Check xem các lỗ đã được vào chưa. Rồi. Nếu mà mấy cái chân của anh em này mà lòi hết ra và ngang hàng vào nhau ấy thì là anh em hoàn thiện rồi nhá. Đấy, mấy cái chân ngang hết hàng nhau là được rồi này. Ở đây trên này chưa kỹ. Đấy, đấy bây giờ là gắn hoàn thiện rồi đấy. Và anh em nhớ gắn đầu fan vào chứ không nó không chạy đâu. Và với những cái main của Asus thì anh em nên cắm đúng vào đầu CPU fan anh em nhé. Đỡ phải phiền việc vào trong BIOS và tắt cái quản trị CPU fan đi. Với những loại main của Asus thì nó bị như vậy đấy. Nếu mà anh em không cắm đầu fan CPU vào thì nó sẽ ghi là CPU fan error và không cho anh em cắm, không cho anh em boot máy. Tiếp theo về RAM thì đây là một thanh RAM DDR4 và có bus là 3200 8GB anh em nhé. Tại sao mình lại chọn em RAM như này? Tại sao mình không chọn em RAM cao cấp hơn? Thì câu trả lời của mình, thứ nhất nhá, mình cảm thấy rằng một bộ máy như này với CPU này là rất mạnh.
và rất là ít anh em sẽ nâng cấp CPU và main, đúng không? Nhưng nhiều anh em có thể dễ dàng nâng cấp RAM lên, bởi vì RAM bây giờ rất là rẻ. Một thách như này chỉ có rơi vào khoảng tầm 700.000 mà thôi. Tức là nếu bây giờ anh em gắn RAM này là sau này có thể nâng cấp lên một thanh RAM khác rất là dễ dàng luôn. Và đặc biệt mình nghĩ rằng trong tầm 10 triệu ấy thì số lượng người mà dùng quá 8GB RAM cũng khá là ít, thế nên là mình cảm thấy rằng một thanh như này là quá đủ rồi. Đấy, chỉ cần mở cái lẫy ra phát xong rồi cắm đúng chiều đúng không? Vào phát là xong luôn. Thường sẽ là chiều tem sẽ hướng vào CPU anh em nhé. Chiều tem sẽ hướng vào CPU, thế nên là anh em sẽ dù là DDR4 hay DDR5 thì thường là như thế, chứ không phải là ra nạn như vậy nhá. Đấy, thế là xong. Thế công nhận là lắp mấy cái bộ máy rẻ dễ thật đấy, nhanh đấy. Lắp mấy bộ đấy đắt vừa mất 1.000 năm luôn. Rồi, và thành phần cuối cùng của chiếc máy chúng ta nếu mà gắn trên cái main này mà chưa gắn vào cây ấy, đó chính là chiếc SSD. Thì năm trước chúng mình chỉ có một chiếc SSD 120GB hay 128GB SATA ấy, mà cái con đấy thì nó thật là không chứa được bao nhiêu game đâu. Anh em chỉ cần làm phát Windows là coi như là mất 1/4 rồi, 1/4, 1/5 của số dung lượng rồi. Và chứa game thì chắc là chứa được Liên Minh Huyền Thoại, cài Valorant các kiểu vớ vẩn thôi. Thế 240GB thì sẽ giúp anh em có thể chứa được nhiều thứ hơn, không chỉ là game mà còn cả phần mềm hay là các thứ khác. SSD này thì không phải là SSD tốt nhất, nhưng là chiếc SSD rẻ nhất và có hiệu năng chiếu sáng tiền khá là ok đấy anh em ạ. Để load game, để chiếu Windows thì nó là một chiếc SSD khá ổn. Anh em có thể check cái list SSD của mình ở trên cái video mà SSD tốt nhất của mình nhá. Trong đấy thì sẽ có những cái recommendation tốt hơn cho cái nhu cầu của anh em. Gắn vào thì bây giờ tại vì là em này là H610, thế nên là nó sẽ không có quick release, nên là mình bắt buộc phải lựa chọn một cái ốc ở trong này mình gắn vô. Hiện tại mình đang mượn tạm có một con ốc quick release của con bên khác. Nên là anh em nếu mà anh em muốn bình thường kiểu chúng mình hay dùng cái quick release đấy, dùng đơn giản cực kỳ. Ngày trước cứ phải đi tìm ốc này, ốc kia, ốc nọ, ốc chai. Đấy, thế là xong rồi. Vậy là đã xong có thể nói là 50%, 60% bộ máy rồi đấy. CPU đã lắp, tản đã lắp, RAM đã lắp, ổ cứng đã lắp. Bây giờ thì cho vào trong case anh em nhá. Rồi, tiếp theo về mặt case, chúng ta sẽ có ở đây, thay vì là một chiếc vỏ Hacom Business thì mình sẽ có một chiếc vỏ cây gaming thực sự anh em ạ. Vỏ cây này là vỏ cây Dark Flash A290 anh em ạ. Nghe tên rất ngầu đúng không em? Nhưng mà cùng thử review qua em cây này xem nó như nào nhá. Đây là một em cây cực kỳ là rẻ luôn anh em ạ. Quá đỗi là rẻ luôn ấy. Mình không thể ngờ là tầm giá này có một cái vỏ cây nó rẻ như thế được. Mà ngày xưa chỉ có một những cái vỏ cây rất là dở ấy. Mấy con gì nhỉ, Sama 2023 không bao nhiêu ấy. Ngày xưa mình cũng mua mấy con đấy. Nhưng mà bây giờ thì tầm giá như này đã được một con vỏ cây có cường lực rồi. Có kính cường lực rồi. 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 Ăn bốc vỏ cây ra phát biết ngay chất lượng anh em ạ. Có lý do tại sao nó dưới 500.000 anh em ơi. Đây nhá. Rồi, đầu tiên quick review quả cây luôn đây. Cái format nó rất là lạ. Không biết sao nhưng mà cái format nó lạ cực kỳ luôn. Đây, anh em nhìn thấy này, trên này nó sẽ có 4 cái lỗ để anh em gắn quạt này. Đấy, gắn 2 quạt 140, 80 lỗ, 120, nhưng mà 2 quạt 120. Và cái nếu mà anh em để ý thì cái size của nó rất là bé, nó ngại to còn bé cả người mình cơ. Tức là nếu mà anh em dùng những cái quá to ấy thì chắc chắn là không lắp vừa với cây này. Em vỏ cây này thì mình có thể nhìn qua và đoán được luôn là nó sẽ khó lòng mà dùng được. Không, nó có khả năng sẽ dùng được một chiếc tản AO 240 ở trên này. Đấy, và kính của nó thì thực sự sờ có vẻ không được cháy cho lắm. Cái phần nhôm của nó thì mình có thể bẻ cong nó bất kỳ lúc nào đấy. Mình chỉ cần dùng đúng một con tay mình tạch ra là nó bay màu luôn đấy. Và nhưng mà kết cuối cùng là như nào? Dưới tầm 500.000 thực sự thế này là quá tốt rồi anh em ạ. Có kính, có đằng trước, có đằng trên, có tất cả các lỗ để anh em có thể gọi là thoáng khí thoáng khủng. Và đã nhìn đủ đẹp để cho gọi là đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản của mọi người rồi. Thực sự PC tầm dưới 10 triệu mà như này, tầm 10 triệu mà như này thì rất là cháy. Để mở kính nha. Việt Nam ta phải nói là cũng may mắn đấy, bởi vì là gần Trung Quốc mới được nhận nhiều sự gọi là hưởng sái của những hàng Trung Quốc như này. Bởi vì anh em phải biết rằng là nếu mà anh em sang thị trường nước ngoài ấy, thì nó sẽ không có những cái vỏ cây như này đâu. Không có bao giờ có những cái vỏ cây 15 đô hay 10 đô mà chất lượng như này đâu. Thường cái vỏ rất là dởm và nhìn trông rất là cũ. Việt Nam ta thì đấy, được hưởng sái của Trung Quốc rồi, cho nên là có những cái vỏ cây như này. Sẽ có sách hướng dẫn, hướng dẻo này. Đấy, có cả ốc ếch này, nhưng mình chả cần mấy cái ốc này làm gì. Mình dùng ốc của mình luôn cho cháy. Rồi, bây giờ thì gắn main vào nhá. À không, review cái IO của nó luôn.
thì em này sẽ có là một cái chỗ để anh em bật nút bật tắt này, restart này, một cổng USB 3 chấm này, hai đầu audio này và một cổng USB 2 chấm. Tức là cũng khá đủ cơ bản đúng không? Cơ bản, thoải mái. Và ở dưới đây sẽ có chỗ để anh em gắn SSD này. Còn hình như không có chỗ gắn HDD cơ. HDD gắn được nhưng mà anh em phải chế độ hay chế mod gì đấy nó mới ra được cái HDD anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng cơ bản, có thể nói như thế. Khu vực ở trên này nó còn đang thừa một cái khe trống ra để anh em có thể kiểu như là nó lưu dùng cái base của một cái vỏ cây gắn được cái đĩa ấy, gắn được cái ổ đĩa ấy, xong rồi gắn với cái thứ linh tinh này vào để thành cái cây như này. Nếu anh em thấy chỗ này sẽ còn thể bẻ ra này để gắn được cái ổ đĩa bình thường này. Đúng là những cái vỏ cây cổ lỗ sĩ thật. Rồi gắn cho main vào nha. Thì tại sao mình lại lựa chọn một cái, mình lại không lắp cái chặn main vào? Câu trả lời đây là main của hãng, đây là mình không muốn phá hỏng bên họ để lắm, mình không muốn ăn bốc ăn bủng gì cả. Nhà đầu họ có nhu cầu sử dụng gì trong tương lai sao đúng không? Nên là mình lựa chọn là không lắp. Cái này thì thực ra nó thật là nó chỉ mang tính thẩm mỹ thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Ngày xưa mình suốt ngày đi ra mua đồ cũ có bao giờ có chặn mến dùng bao giờ đâu. Bây giờ được từ lúc bắt đầu mua đồ mới mới có chặn mến. Ok, xong hồi chật vật thì đã gắn xong. Cái mền đã được gắn rất là chắc chắn rồi. Thì bây giờ cần sẽ phải làm những gì? Đầu tiên là mình sẽ phải hoàn thiện việc DJ. Đấy, DJ Khalid cái đống này vào trong cái mền này. Thứ hai là mình sẽ phải lắp nguồn vào. Thì mình đang lựa chọn đây đó chính là chiếc MWE Bronze V2 450W 230V của Cooler Master. Thì tại sao mình lại chọn em này thay vì là em Aigu 500 của ngày trước mà bộ máy tính 10 triệu kia dùng? Thì câu trả lời nhá là những ở trong những cái nguồn dưới 1 triệu ấy, không có nguồn nào ở trong, tức là nằm trong list các hạng của gọi là các anh em gọi là hạng nguồn nhỉ. Có mỗi cái nguồn này nằm ở hạng C thôi. Tất cả những nguồn còn lại thường sẽ nằm ở hạng D hoặc là vứt ngay đi cho tôi, hạng F hoặc hạng gì ấy. Đấy, những cái hạng đấy thì mình khuyên rằng anh em không nên dùng. Thực sự ấy, anh em nên đầu tư, nếu có dư tiền hãy đầu tư cho mình một con nguồn tốt, bởi vì thằng bạn mình như này ngày mùng 3 Tết còn phải gọi mình ra bởi vì cháy cái nguồn mùng 3 Tết mà. Thế nên là hãy lựa chọn cho mình một cái nguồn tốt. Cái em nguồn này thì chỉ thuộc hạng C thôi, tức là vừa đủ với cả bộ máy này, nhưng mà anh em nên chọn một con nguồn tốt hơn anh em nhá. Ví dụ như chẳng hạn là 650W tầm triệu rưỡi, bắt đầu triệu mấy là cũng bắt đầu có rồi. Một con nguồn cực tốt trong tầm giá trên 1 triệu ấy là con nguồn thuốc thôi nhá, 650 với 750 còn đấy rất tốt. Nhưng mà dưới 1 triệu thì mình chỉ có option này thôi. Và đặc biệt là mình muốn dùng con cạc không tốn điện quá nhiều, thế nên là 450W là quá đủ. Ok, máy đã được DJ xong đầy đủ rồi. Mình đã gắn dây 24 pin, dây CPU và tất cả các loại dây còn lại. Thì cái cục cuối cùng cần phải lắp vào ấy, đó chính là cạc màn hình. Thì bây giờ không phải là 1650 Ti, không phải là 1650, không phải 1660 mà là 1660 Super anh em ạ. Trong tầm giá 5 triệu thì thực sự là khó có một chiếc cạc màn hình nào có thể đánh bại được chiếc cạc màn hình này. Đây là một chiếc cạc màn hình có hiệu năng nhận diện rất là tốt và mức giá của nó hiện tại cũng khá là dễ chịu với một chiếc cạc màn hình mới anh em nhá. Còn cũ thì nó sẽ giảm đi khoảng tầm nửa đấy. Em này thì là em TUF, tức là một em rẻ nhất trong tất cả các em. Về cơ bản thì nó không phải là một con xịn nhất, nhưng mà nó là một chiếc cạc màn hình vừa với cả vỏ cây này anh em ạ. Ok, thì mình đã test xong rồi. Bên trái của mình đây là chiếc máy tính mà mình vừa mới lắp, khoảng tầm 10 triệu. Còn bên phải của mình là chiếc máy tính 10 triệu nhưng lại là của 8 tháng trước anh em ạ. Vậy thì điểm khác nhau của nó là gì? Sự chênh lệch hiệu năng của nó ra sao? Hãy cùng xem nhé. Vậy thì mình đã test tổng cộng là 4 tựa game. Thì trong CSGO, chiếc máy tính mới của chúng ta cao hơn là 42,5% về FPS trung bình. Còn với Dota 2 thì hơi lạ một chút, khi mà lượng FPS của chiếc máy bên này và chiếc máy 8 tháng trước không chênh lệch bao nhiêu, chỉ có 2 FPS thôi, gần như là bằng nhau đấy anh em ạ. Nhưng mà với những tựa game shoot của A thì lại khác một chút anh em nhé. Trong Far Cry 5 thì chiếc máy tính mới này có thể cao lên tới là 82,6% so với cả chiếc máy tính cũ. Còn Shadow of the Tomb Raider thì chiếc máy tính mới này cao hơn là 78,696 luôn anh em ạ. Tức là khá cao so với cả chiếc máy tính cũ này. Điều này có thể chứng tỏ rằng chiếc cạc màn hình trong này của chúng ta đây chạy rất tốt, rất ổn so với cả chiếc 1050 Ti của chiếc máy 8 tháng trước. Còn với CPU thì sao? Chiếc máy tính 12100F này đây quá ok luôn. Hiệu năng đơn nhân và đa nhân đều cao hơn khá khá so với cả chiếc này. Chính xác hơn là rơi khoảng tầm 56% kể cả đơn nhân lẫn đa nhân trong Cinebench R23 anh em ạ. Thế vậy thì kết quả là như nào?
Nếu mà anh em mua hồi đấy thì mình nghĩ rằng con máy này cũng ổn thôi, bởi vì thời đấy giá cả rất là đắt. Và cái chiếc máy này bây giờ mua mới thì chỉ giảm có khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu 3 đi. Tức là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 triệu 7, tức là giảm khá khá so với cả hồi trước. Nhưng cũng có một điều mà mình nói chưa chuẩn xác với anh em lắm. Chiếc máy tính này không hẳn là 10 triệu. Vâng, nó không hẳn 10 triệu, nó cao hơn 10 triệu một chút. Nó rơi vào khoảng tầm 12 triệu anh em ạ. Nhưng mà thực sự mà nói, với 12 triệu anh em sẽ đạt được một mức hiệu năng cao hơn tầm 50% về chơi game so với cả máy này, và cao hơn 56% về CPU so với cả máy này. Thế nên là nếu mà anh em mua một chiếc máy như này ấy, thì mình khuyên rằng anh em để gọi là future proofing thì anh em nên mua thêm một cái RAM nữa, hoặc là nâng cấp cho mình thêm một cái ổ cứng cao cấp hơn để có thêm một trải nghiệm dùng lâu dài. Nâng lên cái bộ máy này khoảng tầm 15 triệu một chút anh em nhá, thì tưởng đấy là chiếc máy này trở nên một chiếc máy cực kỳ hoàn hảo luôn, với vẻ ngoài của nó, với chiếc camera của nó và chiếc CPU của nó. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình chọn chiếc 12.100 này thay vì là 10.100 rồi thêm một thanh RAM 8GB đấy. Bởi vì đơn giản là bây giờ RAM cực kỳ là dễ mua, nhưng mà CPU mấy khi anh em thay đâu, đúng không? Thế nên là bộ máy này cực kỳ hợp lý luôn. Nếu mà anh em hứng thú ý, thì mình sẽ để đường link của bộ máy mới này nhá. Còn đường link bộ máy cũ này thì thôi, bộ máy này nói thật là không đáng mua nữa. Nếu mà anh em đang có nhu cầu chơi game trong năm 2023 này, bộ máy này thì cực kỳ hợp lý luôn. Có thể chơi Full HD thoải mái ở mức 60 với cả những tựa game AAA, còn ở mức 144 hoặc cao hơn với những tựa game eSports. Nói chung là nếu mà anh em muốn gọi là có recommend một cái bộ máy gì đấy, thì mình nghĩ rằng ở trên mạng bây giờ này tầm 12 triệu đúng không, cũng chỉ được combo tầm này thôi, trừ khi anh em mua cũ. Còn nếu mà mua mới thì mình nghĩ rằng combo này khá là tốt rồi. Nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại video khác nhé.